bưởi đây các bạn nhé. Kèo bạch tuộc hoa bưởi đây các bạn này. Hoa bưởi và Thanh Hoa. Các bạn yên tâm, chúng tôi cũng đang dùng máy quay chuyên nghiệp để quay lại các trận đấu rồi. Chúng tôi sẽ sớm đăng lại những trận đấu này với chất lượng Full HD không giật lag để các bạn xem lại. Còn bây giờ chúng ta cứ hay vui vẻ, xem được đến đâu thì chúng ta cứ xem nhé. Và xin phép chúng ta sẽ không nhắc đến vấn đề Internet nữa. Đây là lý do khách quan nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Kèo vật của Ái Hoa và Hoa Bưởi. Hoa Bưởi quá nổi tiếng với các anh em rồi, đang gây xôn xao cộng đồng mạng từ đầu xuân đến giờ sau khi chúng tôi đăng tải những hình ảnh và những video của Hoa Bưởi lên mạng truyền thông thì đã gây xôn xao dư luận, gây xôn xao cộng đồng mạng, bỗng trở nên nổi tiếng. Đang là một TikToker rất nổi tiếng. Chào tất cả các anh em nhé. Chút nữa giải lao chúng tôi sẽ chia sẻ các bình luận của các bạn lên sóng livestream. Hoa Bưởi đây các bạn nhé. Cái bộ đỏ thần thánh của Hoa Bưởi. Ai chà. Tôi thấy mạng nó đang đứng im lại rồi đấy, có vẻ ổn rồi phải không các bạn? Các bạn thấy mạng ổn chưa các bạn ơi? Các bạn thấy mạng ổn thì comment ổn để chúng tôi bình luận cho nó máu hơn nhé. Thật sự nếu mạng nó cứ chập chờn thì chúng tôi cũng... Cái mạng nó mà chập chờn thì nó cũng ảnh hưởng đến việc bình luận của chúng tôi, ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng tôi và cả cảm xúc xem của các bạn nữa, đúng không nhỉ? Hiện tại thì tôi đang thấy mạng nó đứng im rồi, có vẻ căng rồi đấy. Các bạn hãy cho chúng tôi biết đường truyền Internet đã ổn định chưa ạ? Còn tình trạng giật lag không ạ? Cái sới vật này nằm ngay cạnh đê. Đây là đê sông Cầu. Sông Cầu nước chảy lơ thơ. Sới vật nằm ngay cạnh sông Cầu các bạn ạ. Đây là hội vật cổ truyền thôn Xuân Miều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Đẹp quá, phải chụp hình Hoa Bưởi các bạn. Không zoom ra zoom vào được mà vì đang bận chụp hình Hoa Bưởi.
đang bận chụp ảnh hoa bưởi các bạn ạ. Hoa bưởi thì nó là quá đẹp. Xuân Biều, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Đòn khóa rất hiểm hóc các bạn ạ. Đòn đánh quá đẹp mắt phải không các bạn? Ra đẹp thế nhỉ. Tóc Hòa bỏ ra đẹp quá nhỉ. Hòa hôm nay bỏ tóc ra đẹp đấy Hòa. Bỏ tóc là quá đẹp. Đứng im, đứng im. Hôm nay Lê Thành, Bắc Hưng, xin giới thiệu